Cuộc tranh tài điêu khắc trên cát quốc tế được khai mạc ở Đài Bắc. Một cuộc thi điêu khắc trên cát quốc tế được khai mạc trên bãi biển Phù Luận, thành phố Đài Bắc vào sáng ngày hôm nay. Mỗi nghệ sĩ tham dự được 10 ngày để tạo ra các tác phẩm của họ vì chủ đề tranh tài năm nay là ký ức tuổi thơ. Juris Kivitz là một nghệ sĩ điêu khắc trên cát người Hòa Lan, làm việc cùng với ba người khác để tái tạo khung cảnh một ngôi chợ truyền thống ở Đài Loan. Anh cho biết là việc giữ tác phẩm điêu khắc không bị đổ sập là một thử thách lớn nhất. Anh giải thích nếu gọt cát quá sâu hoặc cắt các phần quá sâu, tác phẩm có thể bị đổ sập. Và do đó, các nghệ sĩ luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng cho cát và đó là điều khó khăn nhất. Từ khi khai mạc cuộc thi điêu khắc trên cát quốc tế cách đây 6 năm, sự kiện này đã trở thành ngày hội thu hút khán giả nhất ở Đài Loan với hơn 250.000 du khách đến xem chỉ trong 2 tháng vào năm ngoái. Phó Giám đốc phụ trách khu vực cảnh quan bờ biển Đông Bắc Đài Loan tin rằng sự thành công của sự kiện này bắt nguồn từ sự tôn trọng với môi trường. Ông Liu Shiming nói, những tác phẩm điêu khắc được thực hiện bằng cát địa phương. Sau khi sự kiện kết thúc, cát sẽ được san phẳng trở lại cho lần sau.